2 của trường tiểu học số 1 Hòa Nhơn. Cô rất vui được gặp lại các em trong tiết toán của tuần 23. Tiết học này, chúng ta sẽ tìm hiểu bài 1/3, trang 114. Trước khi học bài mới, chúng ta cùng khởi động qua một số bài tập. Bài 1, hãy đọc lại bảng chia 3. Bây giờ, các em hãy kiểm tra lại kết quả mình vừa đọc đã đúng chưa? Bài số 2, hình nào có 1/2 số ô vuông đã tô màu? Hình có 1/2 số ô vuông đã tô màu là hình A. Như vậy, bạn nào đã làm đúng cả hai câu? Các em đã được học về 1/2. Hôm nay, cô và các em cùng tìm hiểu về 1/3. Mục tiêu của bài học này là nhận biết bằng hình ảnh trực quan 1/3, đọc viết được 1/3, biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành 3 phần bằng nhau. Để học tốt bài học này, ngoài việc các em phải chuẩn bị sách giáo khoa toán lớp 2, vở, bút, thước, bảng con, thì các em cần chuẩn bị một hình vuông có cạnh dài 6 ô ly và bút chì màu. Khi học tới đoạn nào các em cần làm bài tập thì các em hãy dừng video nhé. Bây giờ chúng ta cùng vào bài mới 1/3. Các em hãy quan sát trên màn hình, cô có hình gì? À, cô có một hình vuông. Cô chia hình vuông này thành 3 phần bằng nhau. Cô lấy một phần tô màu xanh. Như vậy, hình vuông cô đã chia thành 3 phần bằng nhau. Cô đã lấy đi một phần, là cô lấy đi một phần mấy của hình vuông nào? À, hình vuông đã chia thành 3 phần bằng nhau. Cô đã lấy đi một phần, là cô lấy đi 1/3 của hình vuông. Các phần còn lại, mỗi phần cũng được 1/3 hình vuông. 1/3 được viết như sau: số 1 trên dấu gạch ngang và số 3 dưới dấu gạch ngang, đọc là 1/3. Bây giờ các em hãy lấy một hình vuông có cạnh dài 6 ô ly, chia hình vuông đó thành 3 phần bằng nhau và tô màu một phần, viết 1/3 vào phần tô màu đó. Các em đã thực hiện xong chưa? Có bạn nào có cách chia khác của cô? Ngoài cách chia này, các em có thể chia hình vuông thành 3 phần bằng nhau theo nhiều cách, miễn sao 3 phần của hình vuông phải bằng nhau. Lấy một phần, các em sẽ được 1/3 của hình vuông. Các em hãy quan sát, khi lấy bất kỳ một phần nào thì ta cũng được 1/3 hình vuông. Bây giờ các em hãy đọc lại phần mà chúng ta vừa học nhé. Bây giờ chúng ta cùng sang phần luyện viết. Các em hãy lấy bảng con và luyện viết cùng cô. Cách viết tương tự như cách viết 1/2 mà các em đã được học. Các em viết số 1 trên dòng kẻ đậm một dòng ly. Sau đó viết dấu gạch ngang ngay đường kẻ đậm. Và viết số 3 dưới dấu gạch ngang sao cho thẳng cột với số 1. Bây giờ các em hãy quan sát lại nhé. Các em đã viết xong chưa? Để nắm vững kiến thức bài học, chúng ta cùng sang bài tập 1. Yêu cầu của đề bài
đã tô màu 1/3 hình nào? Các em hãy quan sát và cho cô biết nhé. Bây giờ chúng ta cùng sửa bài tập. Đã tô màu 1/3 hình A, hình C và hình D. Cả ba hình, mỗi hình đều chia thành 3 phần bằng nhau và tô màu 1/1. Còn ở hình B đã được tô màu 1/2 mấy của hình vuông chúng ta đã học? Ở hình B là đã tô màu được 1/2 hình vuông mà chúng ta đã học ở tiết trước. Để củng cố kiến thức về 1/3, chúng ta cùng tham gia một trò chơi ai nhanh mắt. Ở trò chơi này, các em hãy nhìn hình, chọn đáp án nhanh theo yêu cầu của câu hỏi trong thời gian quy định nhé. Các em đã sẵn sàng chơi chưa nào? Bây giờ chúng ta cùng sang câu 1. Hình nào có 1/3 số ô vuông được tô màu? 10 giây bắt đầu. Ở bài tập này có rất nhiều số ô vuông bằng nhau. Ngoài việc quan sát, chúng ta có thể vận dụng theo cách sau. Bước thứ nhất, các em hãy đếm số ô vuông ở mỗi hình. Bước thứ hai, hãy lấy số ô vuông vừa đếm chia cho 3 thì được số ô vuông tô màu 1/3 hình đó. Cụ thể như sau, ở hình A và hình B, các em hãy đếm số ô vuông là bao nhiêu ô? Như vậy, ở hình A và hình B đều có 18 ô vuông. Ta lấy 18 chia cho 3 thì được 6 ô vuông. Như vậy, 6 ô vuông được tô màu là 1/3 hình đó. Ở hình A có 3 ô vuông được tô màu. Như vậy, chúng ta không chọn hình A. Ở hình B có 6 ô vuông được tô màu là 1/3 của hình B. Cho nên đáp án chính xác là đáp án B. Bạn nào đã đúng? Bây giờ chúng ta cùng sang câu 2. Hình nào đảo khoanh vào 1/3 số học sinh? 10 giây suy nghĩ và trả lời. Đáp án chính xác là đáp án A, đảo khoanh vào 1/3 số học sinh. Còn ở hình B, đảo khoanh vào mấy phần của học sinh, ta sẽ tìm hiểu ở các tiết học sau nhé. Bây giờ chúng ta cùng sang câu 3. Hình đã tô màu 1/3 là những hình nào? Các em có 20 giây suy nghĩ và trả lời. Hình đã tô màu 1/3 là hình số 1. Hình nào nữa nhỉ? Hình số 3, hình số 5, hình số 7, hình số 8 và hình số 10. Bạn nào đã đầy đủ đáp án như cô? Các em thân mến, hôm nay cô đã hướng dẫn các em kiến thức về 1/3. Về nhà, các em hãy vận dụng kiến thức vừa học để làm bài tập 2, bài tập 3, trang 114. Ở nhà, dưới sự hỗ trợ của ba mẹ, các em hãy tìm 1/3 số bút, 1/3 số sách của các em nhé. Bài học đến đây là kết thúc. Chúc các em chăm ngoan và học giỏi.